giờ nghĩ lại rất là tiếc khỏi thời gian đó. Nếu mà đi học bây giờ thì trở thành một con người khác rồi, có thể là làm được một những cái công ty tập đoàn nào đó, hoặc là mình có thể tự ra mở một cái startup business nào đó. Ước mơ của tôi hiện tại là được giúp được nhiều người tránh bị lừa đảo, càng nhiều càng tốt. Cho gia đình mình thì mình cảm thấy hạnh phúc hơn ngày xưa rất là nhiều, mặc dù cái số tiền rất là nhỏ so với ngày xưa thì nó một trời một vực, nhưng mà bây giờ thì đổi lại lấy được cái sự bình yên.